7.000 ạ. Bởi vì 5 tuần trừ 4 tuần bằng 1 tuần bằng 7.000. Không thể được. Tớ đã biết hết mọi chuyện rồi. Vậy đố cậu vì sao 0 cộng 3 bằng 2? Nếu không trả lời được thì cậu phải đưa cho cô ấy 7.000. Cái gì? 0 cộng 3 phải bằng 3 chứ. Quá đơn giản. Chỉ cần đổi một que diêm để thành 0 cộng 3 bằng 3. Suy ra phép tính ban đầu đúng. Gì kì vậy? Không đưa. Vậy thêm một câu nữa. Nếu như trả lời được tớ sẽ đưa cậu gấp 10 lần. Còn nếu không cậu phải giữ lời trả cô ấy 7.000. Vì sao 7 trừ 0 bằng 6? Đôi khi nhìn được giải quyết vấn đề tốt hơn. Chỉ cần di chuyển hai que diêm này có phép tính 9 trừ 8 bằng 1. Suy ra phép tính ban đầu đúng. Ai tính toán kiểu này bao giờ? Học toán thì phải ứng dụng vào cuộc sống một cách có ích, chứ đừng đi lừa lọc người khác. Những điều này Lizzie đã được học qua khóa toán thú vị trên Vương quốc Vui học Kidora.vn. Wow. Cậu mau đăng ký học để tạo tài nhân Lizzie đi nha. Hôm nay lớp học cô giáo Lizzie sẽ có một học sinh mới. Kiwi là mèo cho nên chắc không biết học toán đâu nhỉ. Một cộng một bằng mấy? Phép tính đơn giản thì lại ai chả biết. Thế 4 cộng 1 bằng mấy? Thì đúng rồi, thêm 11 nhân 3 là mấy? Chắc chắn là Kiwi không biết rồi. Bởi vì trong lớp này á, chỉ có cô giáo Lizzie là giỏi toán nhất thôi. 3 trừ 2. Nhanh thế, sao tính ra được? Kiwi đang học khóa toán học kỳ thú trên Kidora.vn. Và biết mẹo nhân số 11 này, Kiwi sẽ trâu rồi để học giỏi toán nhất lớp. Không thể được, Lizzie á, phải là số 1. Thì đồ Kiwi biết nhá, 3 con mèo cộng 1 con mèo thì bằng mấy con mèo? Sai rồi, lêu lêu. 3 con mèo là 4 con mèo. 4 con mèo cộng 1 con mèo thì chỉ bằng 2 con mèo mà thôi. Không thể tin nổi. Lizzie mới là người giỏi nhất lớp. Yeah. Thế đồ các bạn nhá, 3 con mèo cộng tỷ tỷ con mèo thì bằng mấy con mèo? Ôi trời ơi, tranh giành không giải quyết được vấn đề á. Tớ giải quyết cho. Nghe nói cậu giỏi toán, vậy đố cậu bài toán này. Nếu như không giải được thì phải đưa xin que diêm cho tớ. Di chuyển que diêm để có phép tính đúng. 1 trừ 1 bằng 6. Gì chứ, bài toán que diêm quá dễ. Chỉ cần di chuyển hai que này thành 1 cộng 1 bằng 2 là phép tính đúng. Easy. Lizzie chỉ có thế thôi à? Tớ sẽ tặng cho cậu tất cả số xiên que này nếu giải bài toán. Còn nếu không thì lỗi ngay đi. Tại sao 2 chia 2 bằng 0? Chắc chắn là bị thừa đâu rồi. Toán học không khô khan, đôi khi cách để tìm ra đáp án lại là thưởng thức nó, giống như thưởng thức hai dấu chia này vậy. Di chuyển hai dấu này từ bàn vào miệng, như vậy ta có 2 trừ 2 bằng 0 là một phép tính đúng, suy ra phép tính ban đầu đúng. Còn hai bạn cũng đừng tranh với nhau nữa nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ăn hết chỗ này thôi. Yeah. Cái gì? Tớ sẽ còn trả thù cậu. Nàng tiên cá. Nàng tiên cá có chuyện gì buồn thì cứ khóc đi cho nhẹ lòng nha. Lấy cái gì mà đứng nước mắt bây giờ? Đựng được bao nhiêu giọt nước là lấy được từng ấy ngọc trai ư? Không biết một đồng xu này thì sẽ chứa được bao nhiêu lượng nước nhở? You must count in English. Ok ok, you cry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 là gì nhở? 11, 12, 13. Thấy chưa? Đấy là lý do vì sao người ta phải học tiếng Anh đấy. Lizzie đã học chăm chỉ với bộ Leo Leo chinh phục tiếng Anh với cách học cực vui. Yes. Nhân dịp cuối năm học còn được tặng pop it chơi game điện tử nữa cơ. Các bạn mau đăng ký tại leoleo.edu.vn nha. 68, 69, tiếp theo là 60. Your car is not back from 16. Hả? 60 viên ngọc trai của mình giờ chỉ còn 16 thôi. 61, 62, 63. Đồng xu còn chứa được nước không đó? Lizzie phải lấy lại những gì mình đã mất. 68, 69. Đúng là tháng thì thăng à. Một đồng xu chứa được 69 giọt nước. Giờ chán hết rồi, làm gì còn ngọc trai nữa hả? À, đừng nhưng thực chất mì tôm được làm từ lúa mì. Quá ra là đồ rẻ tiền không xứng với ta. Hừ, tổ tiên hay thân đây. Mì mà cũng màu đen sao? Mì thương đen bay lơ lửng. Mì gà siêu cay. Đố tổ tiên, một gói mì tôm có bao nhiêu sợi? Đoán đúng con cho nhiều mì tôm. Ok. 1, 2, 3, 1, 8, 9.